Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước là ghi nhận về một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay 6 tháng 4 tại thị xã Phú Mỹ, khiến 2 người tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay 6 tháng 4, một xe khách loại 16 chỗ ngồi hiệu Kumho Samco chạy tuyến Bến xe Dũng Tàu, Bến xe Miền Đông lưu thông từ Bà Rịa về Phú Mỹ. Khi đến km số 54+900 Quốc lộ 51 thuộc thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ thì va chạm với xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh vào xe khách khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người ngồi sau xe máy văng qua bên kia đường chừng 20 m cũng tử vong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.